Trong ngày 20 tháng 12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa phát hiện một kho hàng hóa thực phẩm thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế có chứa hơn 1 tấn thực phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Trước đó vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 12, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh khám xét tại kho hàng thực phẩm thịt heo bò xuất nhập khẩu tại Huế, địa chỉ tại thôn Xuân Mai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại kho hàng có lưu trữ hơn 1 tấn thực phẩm gồm trứng gà non, giò heo, 3 chỉ rút xương, xương cùi bò, bắp trâu, lõi bò, có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này. Tại cơ quan công an, chủ kho hàng khai nhận số hàng hóa trên nhập về có nguồn gốc từ Nga, Ấn Độ nhưng không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.